追自我，他跟他的不管多，无情上太自我，一向挑剔声音波，傻傻的猫科，像每事觉得不妥。忠心小狗拖一拖，完全违背自我，身边通通管得多，常常重复犯错，仿似初恋的错过，于心带着傻傻气的一个。你是你，我是我，两样性情没错。你或我各自过，发现对方经过。爱着你，爱着我，纵是来自极端的结果，仍然爱我。情曾对偶有如小狗，诚意全奉上的温柔。时常是我好友，爱未够因由甜蜜。牵手情寻对偶犹如小丑，常带来欢笑都不够。无论逝去的、现有的、还幸有，甜蜜幸福声音我独有。Nên bạn, anh không sao chứ? Chủ nhân, xin lỗi. Anh đừng giận nữa mà. Đừng theo tao nữa, tao không muốn thấy mày. Đi đâu thì đi, đừng về đây nữa. Gì vậy? Bây giờ mới đến. Đã nói quảng cáo của chúng ta giới thiệu sớm mà. Khoan đã, công ty giới thiệu trước chúng ta là công ty quảng cáo nào hả? A&B, họ đã hoàn thành trước rồi, cho nên Loria nói kêu chúng ta đến sớm. Mọi người, hoan nghênh mọi người cùng chứng kiến giây phút này. Hôm nay chủ đề của chúng tôi là hôn nhân. Hôn nhân là lời hứa suốt đời. Hôn nhân là thần thánh, là hạnh phúc. Khi một người bước vào giai đoạn hôn nhân, có nghĩa người đó đã bước vào hạnh phúc. Hạnh phúc không thể dùng từ Khi khách hàng bước vào khách sạn của chúng tôi, họ sẽ cảm thấy hạnh phúc, bởi vì chúng tôi đã hứa với họ lời hứa suốt đời như vậy. Slogan chủ đề hôm nay của chúng tôi chính là I do. Tôi mong được thay mặt cho khách sạn của chúng tôi, mong được vì khách hàng hứa mãi mãi không thay đổi. Thank you. Tốt, giới thiệu được lắm. Nhưng tôi muốn hỏi, có phải hai người biết tôi sắp kết hôn cho nên dùng chủ đề hôn nhân để làm cho tôi vừa lòng không? Chủ đề này đối với tôi nghe rất hay, nhưng vấn đề là phải được khách sạn của chúng tôi hài lòng. Hai người còn ý tưởng nào khác không? Ý tưởng khác? Hai người không còn ý tưởng nào khác sao? Sai rồi. Cô muốn gì thật ra không cần chúng tôi nghĩ. Tôi thấy cuộc thi hôm nay không có ý nghĩa gì. Nè, anh nói bậy gì vậy? Anh thật là ngại quá. Anh không phải cô ý. Cô im miệng đi. Cô muốn chúng tôi đến chỉ muốn diễn một màn kịch.
Bây giờ cô đạt được mục đích rồi. Thật ngại quá, thật ngại quá. Mấy Chuẩn, Mấy Chuẩn, anh đứng lại cho tôi. Anh có biết lúc nãy anh nói gì hay không? Người ta là khách hàng, dù cô nói khó nghe cách mấy cũng phải nhịn. Huống chi tôi không cảm thấy Gloria nói nó quá đáng mấy. Bây giờ thì anh vui rồi, buổi giới thiệu bị anh phá hư rồi. Anh làm sao anh nói với ông chủ đây? Tên của anh đúng là không sai chút nào. Anh đúng là đội MC Phân Mèo. MC Phân Mèo? Phải đó, là MC, là Phân Mèo. Hơn nữa còn là thứ trên bàn thờ. Cả công ty đều gọi anh như vậy. Tại anh không biết người ta ghét anh như thế nào thôi. Tôi không ngại cô nhìn tôi thế nào, nhưng mà tôi cho cô biết, lúc để cô làm như vậy chỉ là uổng công thôi. Người ta không hề nghĩ sẽ để chúng ta làm. Người ta không muốn cho chúng ta làm, sao lại cho chúng ta thời gian chứ? Anh điên rồi hả? Cô điên hay là tôi điên? Kinh nghiệm trong nghề của cô quá ít ỏi. ANB là công ty quảng cáo lớn, giới thiệu trong nửa giờ thì xong, có thật không đó? Vậy cũng phải. Với công ty ANB nghiêm ngặt như vậy, quy mô lớn như vậy, khi thi phải chuẩn bị rất nhiều tài liệu, mất ít nhất phải 2 tiếng. Thế ra lúc nãy cô gọi cho tôi đã cảm thấy không ổn. Giới thiệu xong danh như vậy, chỉ có một khả năng, chính là Hoàng Đình từ đầu đã dự định giao cho họ làm. Nửa tiếng đồng hồ thật sự không phải để nghe giới thiệu, để trả giá thôi. Chúng ta, họ chỉ lợi dụng chúng ta để ép giá ANB thôi, cô có biết không? À, hiểu rồi. MC đúng là MC, hoàn toàn sáng suốt. Anh giỏi lắm, nhét tiền vô túi cô đó. Cho dù có đúng là như vậy, cũng đâu cần phải đắc tội với khách hàng chứ. Lần này hợp tác không thành thì lần sau. Bây giờ anh làm như vậy đừng hòng có lần sau. Để ông chủ biết chúng ta đắc tội với khách sộp, chắc ông sẽ tức điên lên á. Bây giờ phải làm tốt quảng cáo của Tiểu Ba, lấy công chuộc tội. Tiểu Ba hư quá, tôi đuổi nó đi rồi. Chủ nhân, anh không về thật sao? Anh không cần em nữa rồi. Chủ nhân à, em đói bụng quá. Hả? Thơm quá, bên kia có đồ ăn. Chà, nhiều thức ăn quá. Hả? Cái gì vậy? Hả? Không thể ra ngoài, tính sao đây? Trời ơi, tính sao đây? Anh làm mất Tiểu Ba ở đây sao? Vậy chúng ta mau tìm xung quanh. Được. May, Mickey, hai người tìm bên kia. Được rồi. Còn tên tội đồ như anh, vào trọt đi. Mau tìm bên kia đi. Còn tôi tìm bên này. Đi. Tìm chó trên đường cũng như mò kim đáy biển. Không muốn ông chủ chửi, mò không khí cũng phải làm. Sợ quá à. Chủ nhân ơi, em không biết mình đang đi đâu nữa. Em sợ quá. Tiểu Ba, Tiểu Ba, Tiểu Ba, Tiểu Ba. Thôi rồi, đi nãy giờ cũng chưa chịu dừng lại nữa. Thật ra là đi đâu chứ? Chủ nhân, em không dám nữa. Cửa mở rồi, chạy mất. Trời, chạy mất, sao lại có con chó vậy? Chưa được đi, còn chưa tìm được con chó. Được rồi, lát nữa tìm được nó tôi sẽ gọi lại cho cô sao? Cho dù thế nào cũng phải tìm được con chó thì mới được đi. Cho nên tập phim lúc 8 giờ, 8 giờ 30, 9 giờ 30 thu lại hết cho con. Phải đó. Nè, là anh làm mất Tiểu Ba, anh cố gắng tìm có được không? Còn để uống nước nữa. Chỗ cần tìm cũng đã tìm rồi. Tôi không nghĩ ra còn nguyên nhân gì để tiếp tục tìm. Tiểu Ba, Tiểu Ba ơi. Sao hả, sao hả? Tìm được Tiểu Ba chưa? Tiểu Ba, Tiểu Ba. Nó là Tiểu Ba. Không phải chứ. Tuy màu lông và ngoại hình của nó không giống mấy, nhưng cô kêu Tiểu Ba thì nó có phản ứng đó. Tiểu Ba. Lúc nãy nó nói với tôi, nó rất muốn làm Tiểu Ba, đây là tâm nguyện của nó. Cô cho nó tội nguyện đi, nó cũng là chó mà. Tôi không hỏi đâu nói với anh. Nếu mọi người không muốn tìm, tôi tự tìm. Chết rồi, Tiểu Ba mất tích đã lâu, có khi nào xảy ra chuyện không? Tôi phải báo cảnh sát. Nè, đủ rồi, cô điên đủ như vậy. Cảnh sát không có thủ lý đâu. Chó cảnh sát là Missing People Unit, chứ không phải Missing Mac Unit. Nó phụ trách tìm người, chứ không phải phụ trách tìm mèo chó. Vậy phải làm sao? Cái này không được, cái kia không được. Chẳng lẽ chúng ta cứ để cho Tiểu Ba bị mất tích hay sao?
Cô sợ Tiểu Ba mất tích hay là sợ trách nhiệm đây? Cô yên tâm, tôi sẽ nói với ông chủ tôi làm mất đó. Cô nắm tiền của chó khác để quay hay là đổi ý tưởng khác. Cô không cần gánh trách nhiệm, không liên quan tới cô hả? Đi, xong rồi. Đứng lại. Sai rồi, Miêu chuẩn anh đã nghĩ sai rồi. Không phải là vấn đề ai chịu trách nhiệm hay là được quay quảng cáo hay không. Tuy Tiểu Ba chỉ là con chó, nhưng nó cũng có sinh mạng mà. Anh đã hại một sinh mạng, sao không thấy anh áy náy gì hết vậy? Tôi nhìn anh đã lâu lắm rồi. Thật ra anh có hiểu, nuôi vật cưng là lời hứa suốt đời suốt kiếp. Anh đã nuôi nó thì phải có trách nhiệm nuôi nó suốt đời suốt kiếp. Không phải anh đuổi nó đi, bỏ nó đi là được đâu. Lúc trước anh đã đuổi Đại Ba, bây giờ anh lại đuổi Tiểu Ba. Uổng công Tiểu Ba đã coi anh là chủ nhân thật sự của nó. Đồ máu lạnh, anh không phải là con người. Tôi không ngại cô nghĩ tôi thế nào. Tôi làm việc trước giờ không hề hối hận, phải đó. Là tôi đuổi Tiểu Ba. Nó chỉ là một con chó lang thang, bây giờ chẳng qua chỉ sống là kiếp chó lang thang thôi. Có vấn đề gì? Có nhiều vấn đề lắm, nhiều đến nỗi anh không ngờ được. Cuộc sống lang thang khiến cho chúng nhiễm nhiều loại bệnh. Chúng sẽ truyền bệnh cho những con chó khác. Chúng sẽ chết, những con chó khác cũng sẽ chết. Có những người mang chó bệnh về nhà, về đến nhà rồi bỏ đi. Đôi khi có những vết thương suốt đời cũng không phai mờ được, anh có hiểu không? Tóm lại tôi đuổi nó đi là thế giới tận thế. Ừ, hiểu. Tôi mệt rồi, vậy thôi, bye bye. Chúng ta kiếm gì ạ? Đi 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 đi. Tóm lại tôi nhất định phải tìm được Tiểu Ba. Tôi bắt anh phải nói tiếng xin lỗi với Tiểu Ba. Kên. Coi như anh còn chút lương tâm, trở về cũng biết tìm Tiểu Ba. Không phải tôi tìm Tiểu Ba, Ken biến mất rồi. Cô có thấy Ken không? Ha, anh thật quá đáng. Anh làm mất Tiểu Ba, anh không lo chút nào. Bây giờ Ken biến mất, anh lại lo đến như vậy. Vậy cô có thấy nó không? Không thấy. Ken. Anh không cần phải lo quá. Ken. Nó không có đi xa đâu. Mèo rất nhớ đường về nhà. Nó muốn về thì tự động sẽ về mà. Ken chưa từng rời khỏi nhà, sao nó biết đường về? Ở đây xung quanh đều là chó hoang, chưa về đến nhà đã bị chó cắn chết rồi. Không được, phải báo cảnh sát. Sáng giờ đã 12 tiếng, báo cảnh sát được rồi. Anh điên đủ chứ vậy anh Miêu. Chó cảnh sát là Missing People Unit, không phải là Missing Pet Unit đâu. Không liên quan tới cô. Nè, đứng lại. À, cô tức tôi làm mất con chó nên mới bắt Ken để trả thù, có phải không? Phải đó. Tôi bắt Ken cố ý trả thù anh đó. Tôi bắt nó hầm canh thịt mèo. Đúng là điên mà. Hôm nay tôi ra ngoài tìm Tiểu Ba đến tận bây giờ mới về. Tôi không có thất đức như anh, không có lòng yêu thương động vật. Tôi nghĩ Ken mất tích là do ông trời trả báo anh đó. À không phải, chắc chắn nó gì không chịu đựng nổi người chủ vô trách nhiệm như anh nên bỏ nhà ra đi. Kiểm điểm lại đi. Ra đây đi. Chủ nhân à, anh ở đâu? Ken. Là cưng sao Ken? Sao cưng lại ở đây? À, hôm nay ra ngoài thấy nó đi qua đi lại, sẽ có người thấy nó đẹp sẽ bắt đi nên ẵm nó về đó. À. Em về có nghĩa là anh cũng về. Anh đi trả cho ảnh nha. Ê nè, khoan đã. Tình xấu xa đó rất lo cho Ken. Đối với Tiểu Ba thì quá tệ, nhất định phải trừng phạt hắn để hắn lo lắng, cho hắn nếm thử mùi mất đi vật cưng. Thì dù em nói cái gì vậy? Tiểu Ba bị mất rồi. Hả? Bị tên xấu xa Miêu chuẩn đuổi đi. Em tìm suốt cả đêm cũng không thấy nữa.
quá đáng thiệt. Tuy tiểu bang nghịch ngợm cũng đâu cần đuổi nó đi. Em đừng buồn nữa, anh phụ em tìm nha. Đã lâu quá rồi, không biết nó đã đi đâu nữa, làm sao mà tìm. Em có tấm hình của tiểu bang mà, chúng ta có thể in truyền đơn tìm nó, dán ở cho tiểu bang mất là được rồi. Phải ha, không chừng có người tốt bụng sẽ báo với chúng ta. Phải đó, cũng có thể lên đài truyền hình, hãng taxi yêu cầu giúp đỡ. Mấy anh tài xế đi khắp nơi, rất dễ tìm được mà. Vậy em đi gọi điện thoại. Còn anh đi in truyền đơn nha. Được đó. Một con mèo hả? Không nhìn thấy. Khuya vậy sao? Anh xin hỏi, chị có thấy con mèo này không? Không thấy, tôi không thấy. Ken Ken. Ken Ken. Sao rồi? Hả? Phải rồi, lúc nãy có đi qua chỗ này. Đói bụng quá, mệt quá, buồn ngủ quá. Không được, chưa tìm được chủ nhân thì không thể ngủ. Mình phải đi tìm chủ nhân, nói xin lỗi ảnh. Xin ảnh đừng có giận tiểu ba nữa. Hình như lúc nãy mình đến từ chỗ này. Có lẽ nhà bên đây. Chà, hơn 2 giờ rồi. Về đến nhà ngủ 3 tiếng là phải dậy đi làm nữa. Ken Ken. Đúng là thảm. Nè anh đừng về nhà. Vậy cũng phải, ngồi xe tới luôn thật sự rất cực khổ. Anh đúng là thương xót cấp dưới. Ken Ken. Lại ngủ ở phòng khách nữa. Nè anh đâu thể thức khuya quá, mai còn gặp khách nữa đó. Chưa tìm được Ken Ken làm sao mà ngủ đây. Vậy về đây làm gì? Không phải thu đội hả? Chưa tìm được Ken Ken làm sao thu đội. Nếu Ken Ken về mà cửa đóng thì đó làm sao? Tôi ở ngoài chờ nó. Anh qua hàng xóm gõ cửa từng nhà tìm giùm đi. Nửa đêm nửa hôm đó gõ cửa nhà ta, họ không báo cảnh sát cứ bị đánh một trận. Hay là cái gì? Đi bao giùm đi. Ok. Kẹt kẹt cứ đi đâu rồi? Cưng mau về đi, anh không thể mất cưng được. Cô Trương, chúc mừng anh hôm nay xuất viện. Nhưng phải nhớ kỹ, tuy phẫu thuật của anh thành công nhưng mà nhất định phải quay lại tái khám đúng giờ và uống thuốc. Cô đã nói nhiều lần lắm rồi, tôi nhớ mà. Nhưng dù thế nào cũng phải cảm ơn cô đã tiễn tôi. Tuy tôi không có ai đó nhưng có người tiễn cũng tốt. Không ai đó nhưng có BB đó, tặng cho anh. Ây chà, dễ thương quá. Dễ thương quá nè. Hello. Tôi thấy anh nằm viện một thời gian cũng không ai đến thăm, chắc chắn anh rất cô đơn. Nhưng sau này sẽ khác, nó sẽ ở bên cạnh làm bạn với anh. Cảm ơn cô, nhưng mà tôi chưa từng nuôi mèo. Tôi dạy anh nuôi, tôi có thể cùng anh nuôi nó. Nè cái kia à, thơm quá. Rất tiếc là anh không gửi được. Không sao đâu, anh ngửi không được, tụi em sẽ giúp anh. Giúp anh ngửi nhiều hơn để bồi thường. Có thơm không? Thơm quá. Chà, thơm quá. Nấm món sáng gì vậy? Món gì vậy? Xương gà tuyệt. Nhưng mà hình như chiên sẽ thơm hơn đó ông chủ. Là của Ken Ken. Ken Ken chưa về mà. Ken Ken thích nhất xương gà. Mỗi sáng nó đều phải ăn xương gà điểm tâm. Nếu nó về không có gì ăn thì phải làm sao? Vậy tôi cực khổ cả đêm, bây giờ bụng đang kêu sùng sục nè. Anh ra ngoài ăn đi. Không phải, anh không có thời gian, mua miếng sandwich rồi đi làm, sắp trễ đó. Ok. Nè, vậy chuyện của tiểu ba anh tính sao? Nếu để anh Giang biết chuyện này, không chừng anh sẽ phát điên đó. Chúng ta phải nghĩ cách giải quyết trước khi anh về chứ. Anh nghĩ cách đi. Nếu không thì nhờ cho sao giúp đỡ. Tóm lại chưa tìm được Ken Ken, tôi không còn lòng dạ nào nghĩ chuyện này. Nè, anh về xin nghỉ phép giùm tôi. Ok, vậy tôi về công ty trước nha.
Tìm chó, tìm mèo, còn chưa kịp ăn sáng là mèo làm chó tốt hơn người ta. Mùi của chủ nhân là chỗ này, chính là nhà này. Chủ nhân, thật là em đã đi đâu? Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, em về rồi nè. Gọi tình xấu xa đó không? Hắn thương Canh Canh như vậy, chắc chắn sẽ rất lo lắng. Chủ nhân, em về rồi, mở cửa cho em với. Ngại quá, tôi họ Châu. Tối qua tôi đã gọi đến nhờ mấy anh tài xế của hãng tìm giùm con chó, không biết có tin tức gì không. Cái gì? Có người ở Đông Xuân nhìn thấy nó. Phải đó, phải đó, là chó Su, mà nó vàng ốm ốm. À, tôi nghĩ là nó. Vậy tốt quá, cảm ơn anh, tôi lập tức đến tìm nó. Chủ nhân, mở cửa đi. Hả? À, cửa mở rồi. Mùi gì vậy? Thức dậy đi, nguy hiểm lắm. Mau thức dậy đi. Chủ nhân à, thức dậy đi. Chủ nhân à, nguy hiểm lắm. Tiểu ba, MC, thực sự cảm ơn anh đã gọi xe cấp cứu cho tôi. Bác sĩ nói cũng may phát hiện kịp thời, khí ga hít phải cũng không nhiều, kiểm tra một lát thì có thể về rồi. Đừng có xáo, chuyện nhỏ thôi mà. Xin lỗi, thật ra tôi chỉ muốn hù anh một chút rồi trả Canh Canh cho anh. Tôi không ngờ lại xảy ra chuyện rò rỉ khí ga nghiêm trọng như vậy. Được rồi, không cần nhắc nữa. Tóm lại Canh Canh không sao là tôi vui rồi. Vậy anh nghỉ ngơi đi. Anh cứ yên tâm, Canh Canh về thứ ba giờ chúng tôi. Cảm ơn nhiều. Thật ra nếu anh muốn nói cảm ơn thì nên nói với Tiểu Ba. Nếu không nhờ nó sủa, tôi cũng không biết anh xảy ra chuyện. Còn nữa, có lẽ anh đã chết. Tiểu Ba thật sự có linh tính đó. Anh biết không, mấy anh tài xế nói thì ra nó đi làm xe đến Đông Xuân. Vậy có nghĩa là nó từ nơi rất xa về tìm anh. Đúng là trung thành. Phải đó, anh chửi nó, đuổi nó đi, nó còn chạy suốt đêm về tìm anh. Hơn nữa còn mạo hiểm tính mạng cứu anh. Nó thật sự coi anh là chủ nhân của nó. Thật ra tôi rất muốn hỏi anh, sao anh rất tốt với Ken Ken nhưng lại quá tệ với Tiểu Ba vậy? Hay là Tiểu Ba có chỗ nào đắc tội với anh? Được rồi, tóm lại cảm ơn cô nhiều. Lên đường xuất viện, tôi sẽ đón Ken Ken và Tiểu Ba về. Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ đây. Vậy anh nghỉ đi. Anh điên sao? Cái gì? Nước
nãy nguy hiểm như vậy sao anh không chạy? Không thể bỏ chủ nhân lại được. Vậy sao? Nhưng nếu nguy hiểm tôi nhất định sẽ đi trước. Mùi thơm quá, thức ăn ở đây không giống với chủ nhân làm. Chủ nhân? Không biết bây giờ chủ nhân còn giận tôi không? Chủ nhân không bao giờ giận tôi, dù thế nào anh cũng thương tôi. Kênh kênh, gặp lại cưng thật là tốt quá. Cưng có biết không, anh rất sợ bị mất cưng. Cũng tại anh không tốt, đóng cửa làm cưng phải ra ngoài. Cưng có sợ không? Yên bình quầy nhau, đừng giận anh nữa ha. Nấu thức ăn cho cưng nha. Nè. Thôi rồi, chắc chủ nhân vẫn còn giận mình. Có khi nào anh chửi mình không? Có khi nào anh đá mình không? À, xin lỗi chủ nhân, anh đừng giận em nữa. Lần sau em không dám đâu. Tiểu ba, ăn đi. Tiểu ba, xin lỗi nha. Anh không nên đuổi cưng đi. Nhưng anh rất cảm động em về cứu anh. Chủ nhân nói gì vậy? Hình như vẻ mặt của anh không còn giận mình nữa. Để ăn đi. Chào Rachel. Xin chào. Nè, chào chào. Cô nhìn nè, hình khai sinh cầm giải thưởng được lên trang bìa tạp chí nè. Quay phong chưa? Chà, quay phong quá. Cho tôi mượn được không? Tôi muốn chúc mừng ảnh. Được thôi. Xin chào. Xin chào. Bữa sáng của anh. Thank you. Em thấy anh trên trang bìa rồi. Anh giỏi lắm. Chúc mừng nha. Amy à, giải thưởng cũng có phần của cô. Cô cũng là tạp chí. Chúc mừng nha. Thank you. Lấy giải thưởng thì được hôn một cái. Vậy lần sau tôi phải cố gắng làm việc hơn. Cái quầy quảng cáo của khách hàng tôi cũng có tham dự mà. Cho sao? Nè nè, anh đâu có lên tạp chí. Muốn người ta hôn, lần sau kêu cấp trên của anh hợp tác đi rồi cùng lãnh thưởng. Đi thôi. Chuyện họp báo chuẩn bị xong chưa? Nói nhiều quá. Anh nhìn em kìa, lúc nãy bối rối quá trời. Vì vui cho anh nên mới hôn anh. Vui vẻ thì vui vẻ, nhưng công ty là nơi làm việc. Lần sau đừng làm vậy nữa, có biết không? Chào chào. Anh biết em giỏi giang, sau này chúng ta cùng nhau cố gắng có được không? Em biết rồi, em nhất định sẽ cố gắng. Cuộc họp báo lát nữa không có vấn đề. Chắc chắn là ông sẽ hài lòng mà. Đúng rồi, đúng sao rồi. Đâu à, cho tôi một chút nha. À, ông Trần, bà Trần à, mời qua đây. Ông chủ, chỗ này. Ông cố, bà cố, mời ngồi. Mời tôi. Mời xem. Được, thank you. Từ từ xem nha, từ từ. Nè, cuộc họp ký giả sắp bắt đầu rồi. Tiểu ba ok chứ? Yên tâm đi ông chủ, anh ta đang coi chừng nó. Chắc chắn không có vấn đề. Ok. Tiểu ba, qua đây. Đừng sợ, không sao đâu. Lát nữa ra như bình thường thôi. Nếu kêu mày làm cái gì thì mày làm cái đó, ok. Tiểu ba, tay. Tay, tay à? À biết rồi. Good boy, Tiểu ba. Là bình tĩnh đơn giản vậy thôi. Mày được, ta cũng được, Tiểu ba ha. Các vị quan khách, chào mọi người. Hoan nghênh hôm nay mọi người đến dự buổi công bố khu cô lông của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi xin chính thức giới thiệu đại diện mới nhất của chúng tôi, Tiểu Ba. Tiểu Ba, nằm xuống.
bò đi. Làm tốt lắm Tiêu Dũng. Tiểu Ba, ngồi dậy. Nè MC, MC, gì vậy anh đó? Lần này anh làm rất tốt, tốt lắm, tốt lắm ha. Được rồi, thank you, thank you. Nhưng mà chuyện lần trước ở khách sạn Hoàng Đình, sao anh có thể chửi Gloria vậy chứ? Anh có biết cô là con gái của ông chủ khách sạn lớn nhất toàn châu Á không? Anh biết không, hả? Ông chủ, lần đó thật sự không liên quan đến MC. Chúng tôi chỉ bị Hoàng Đình lợi dụng để ép giá A&B. Tin này do A&B tung ra, tuyệt đối chính xác. Nếu là vậy thì bỏ qua. Nhưng mà chuyện của Tiểu Ba anh phải làm thật tốt cho tôi đó. Anh biết không hả? Biết rồi, được rồi. Ông cố kìa. Ông cố đi rồi. Qua đây, qua đây. Vừa qua ải rồi, cũng may có Chao Chao mới không bị lộ. Để ông chủ biết Tiểu Ba từng thất lạc thì anh chết chắc đó. Không ngờ cô lại giúp tôi. Vận khí may mắn, phúc tinh cao chiếu. Nè, rò rỉ khí ga cũng không chết. Làm sai cũng không cần chịu trách nhiệm. Còn nữa, anh sợ nhất ông già đó xuất hiện. Vậy mà ổng không xuất hiện. Nè phải rồi, khi tôi vào bệnh viện anh tuyệt đối đừng nói với ổng, nếu không ổng sẽ tìm cớ tới phiền tôi. Được rồi. Nè, anh bị bệnh về mũi nghiêm trọng, tôi không có nói với ổng, sẽ tôi nói với ổng chuyện đó chứ. Tìm tôi gấp vậy có chuyện gì? Nè anh cậu à, cũng vì hạnh phúc cả đời của con Ly Hôm. Nè, anh nói huyết thống của nó tốt, vậy thì mau phối giống cho nó đi. Mau đi, mau đi, mau đi. Nhanh vậy sao? Sinh con phải nhân lúc còn trẻ, chó nó cũng vậy thôi à. Nè, ở chỗ anh có nhiều chó cái, tìm đại mấy con để phối với nó đi. Đi thôi, đi thôi. Go 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 go. Anh cậu, con này là con chó đực, hai con phía sau cũng là chó đực nè. Hãy để nó một kéo ba là công ty sang quýt luôn đi. Nè, phối giống không thể phối bậy bạ được. Quyết thống của Ly Hôm là thuần chủng, phối bậy bạ lãng phí lắm. Mấy con này chỉ là loại thường thôi. Không có thường đâu. Nè, đừng kéo đuôi nó. Anh nuôi chó có lẽ cũng biết, kéo đuôi sẽ bị nó cắn mà. Vậy sao? Không, không phải đâu. Con của tôi kéo gì cũng được hết á. Mẹt rê khác với chó cưng. Nè, chúng là chó nghiệp vụ, tính cảnh giác của chúng rất cao, cho nên cảnh sát thường lấy mẹt rê làm chó nghiệp vụ, dùng chúng để bắt trộm. Vừa bắt trộm được thì cắn liền, nhất quyết không buông. Nhớ năm xưa tôi nè, được rồi, đừng nhớ năm xưa nữa. Chúng ta nghĩ cách làm sao đem gia tộc của nó phát dương quang đại đi, khai chi tán diệp tốt hơn. Anh nói một năm nó có thể phóng 60 mấy lần hả? Chà, nếu tính ra một năm anh có 100 con Ly Hôm nhỏ rồi. Phải ha, vậy có thể mở trường chó rồi. Khỏi đi, hay là đừng phối nữa. Sao vậy? Tôi mua đứt nó luôn. Mua đứt nó hả? Nè, giá tiền chúng ta có thể thương lượng, anh ra giá đi. Nè, để bày tỏ thành ý của tôi, một giá thôi, 100 ngàn. 100 ngàn? Nè, giá tiền có thể từ từ thương lượng. Ê, không cần từ từ thương lượng, tìm một chỗ bàn đi. Đi, đi thôi, đi thôi. Good boy, good boy. Đúng là tốt quá. Là tốt mà. Anh thấy tốt là được rồi. Nè, còn giá tiền á, chúng ta có thể từ từ bàn bạc. Ôi trời ơi, thực ra vấn đề không phải là tiền bạc, mà là tình cảm thôi. Hi, anh biết đó, tôi nuôi con Ly Hôm cũng lâu rồi. Nhất thời kêu tôi bán cho anh, tôi thật sự không nỡ, trong lòng thấy thật sự khó chịu. Chuyện này tôi cũng hiểu mà. Năm xưa tôi mất con Lít, trong lòng của tôi cũng cảm thấy khó chịu. Từ đó, nhưng tôi thấy anh có thành ý quá, cho nên mới suy nghĩ. Anh cũng phải cho tôi thời gian để nghĩ kỹ chứ ha. Kêu tính tiền trước đi. Cái gì? Kêu tính tiền? Phải đó, không phải sao? Anh muốn ngồi hoài hả? Khoan, có điện, điện thoại. Anh ra ngoài nghe máy, chờ lát ha. Lát nữa hút tiếp ha.
anh yên tâm đi. Ly hôn là chó yêu của anh. Tôi đã hứa với anh nhất định tôi dốc toàn sức. Mỗi ngày tôi đều dẫn nó đi dạo nè, cho nó tắm đúng giờ nè, chữ thẩm mỹ viện, dẫn nó đi làm mặt nữa. Hả? Anh định một thời gian nữa mới di dân hả? Nè anh Trần, đừng mà. Tôi nghe nói dẫn chó xuất nhập cảnh rất là khó. Anh có tính bán nó không vậy? Không bán. Vậy thì coi như tôi chưa nói gì hết à. Gần đây tôi không biết tại sao con ly hôn nó phá quá trời. Phải đó, tóm lại là không có nghe lời. Có một lần nó bỏ chạy, suýt chút nữa tôi đuổi theo không kịp đó. Phải, anh đổi máy bay hả? Sao, đổi bài không nói nữa, về rồi nói tiếp ha, bye bye. Dù thế nào cũng phải chuẩn bị tốt, lỡ sau này có bán nó thì nói nó tự bỏ đi. Ủa anh Miêu, sao tối nay rảnh rỗi tới chơi vậy? Cô ý tới thăm em thôi. Đồ quỷ nè, giới thiệu người đẹp cho anh quen nha. Cô này tên là Mimi, anh Miêu, rất giỏi giang, đang làm chủ quản trong một công ty quảng cáo đó. Hai người từ từ trò chuyện ha. Mimi. Anh Miêu, anh giỏi quá, chuyện này giới thiệu em làm người mẫu đây. Trời ơi, không có sao hết, không sao hết, lúc nào cũng được. Nè, anh cho em danh thiếp nha. Có rảnh, anh hẹn ra ngoài uống trà, đến lúc đó tự nói chuyện. Hả? Dạ được. Trời ơi, gặp ba sao? Sao tay em vừa trắng vừa mịn vậy? Tiểu ba đúng là càng ngày càng giỏi. Lát nữa quay quảng cáo chắc chắn rất thuận lợi. Anh không cần bị ông chủ chửi nữa. Cảm ơn cô đã giúp tôi nói nhiều lời tốt đẹp trước mặt ông chủ. Tại vì tôi thấy anh tốt với tiểu ba như vậy. Anh đã nói tiếng xin lỗi với tiểu ba hả? Đó là những lời tôi nên nói với ông chủ chứ. Hả? Mấy người này hình như lúc trước muốn bắt mình mà. Sợ quá. Ba, xuất quân sớm vậy sao? Hôm nay không bắt chó, chỉ là tuyên truyền công nhân công trường phố phường gần đây quản lý chó lang thang thôi. Nè ba, tiểu ba không phải là chó lang thang. Ba biết, bây giờ nó là minh tinh quảng cáo của con. Thằng Trim nói nó được huấn luyện rất tốt. Nè. Thôi, không cản trở mọi người nữa, tiếp tục đi. Tiểu ba, cưng giỏi lắm. Ngay cả ba cũng khen cưng đó. Tiểu ba, phải ngoan đó hả? Hay quá, chú giúp mình, chị giúp mình, chủ nhân cũng giúp mình. Hay quá, vui quá, vui quá. Hay quá. Tắm xong trắng trẻo sạch sẽ, nhưng mà phải chải lông nữa, phải sửa soạn cho đẹp để quay quảng cáo chứ phải không? Chờ một lát nha. Không thấy cái lược ở đâu hết. Cưng ngoan ngoãn ở đây nha, chờ chị về đó. Ủa, mùi này quen quá. Đại ba, là đại ba, mùi của đại ba. Ở đâu chứ? Đại ba, đại ba, anh ở đâu? Đại ba, em là tiểu ba nè. Anh mau ra đây gặp em đi, đừng có trốn nữa. Đại ba à? Hả? Chỗ này, mình tìm được đại ba rồi. Đại ba, em là tiểu ba nè. Đại ba, anh ở đâu? Sao không thấy anh? Em rất nhớ anh. Đại ba, sao anh không ra? Anh không cần tiểu ba nữa sao? Tại sao anh không ra chứ? Đại ba, tại sao anh không ra? Sao lại như vậy? Rõ ràng có mùi của đại ba mà, nhưng mà không thấy đại ba đâu hết. Đại ba. Cát, làm cái gì vậy? Tôi muốn quay phản ứng vui vẻ của nó. Cậu nhìn đi, nó yếu xìu, y như bị chết cha chết mẹ vậy. Yên tâm đi đạo diễn, người huấn luyện rất có kinh nghiệm, hãy thử lần nữa đi. Anh à, cho nó ăn gì đi, nó rất thèm ăn, được ăn chắc nó sẽ vui vẻ hơn. Tôi cũng nghĩ vậy đó, tôi thử lần nữa nha.
Tiểu Ba, cô muốn ăn gì không hả? Đói rồi sao? Tiểu Ba. Tiểu Ba, ngồi dậy. Dừng lại. Đứng lên. Tiểu Ba. Tiểu Ba. Tôi nghĩ hôm nay Tiểu Ba đúng là có hơi lạ đó. Bình thường ở nhà nó đâu có như vậy đâu. À, sáng nay nó ở ngoài đường rất vui vẻ. Có khi nào môi trường ở đây có vấn đề không? Có thể lắm. Người cũng sợ lạ, huống hồ là chó. Đạo diễn à, hôm nay coi như cho Tiểu Ba làm quen với hoàn cảnh đi. Ngày mai chúng ta quay chắc chắn sẽ được mà. Tôi cũng hết cách rồi. Nghỉ thôi. Ngay cả anh cũng hết cách. Hay là dẫn nó đi tản bộ đi, sẽ tốt hơn. Nếu nó vẫn vậy, ngày mai không cần phải quay. Nhìn cưng đâu giống sợ chỗ này. Tiểu Ba, thật ra cưng đang nghĩ cái gì vậy hả? Sao trời không xanh thêm? Tại sao cỏ không xanh hơn? Ngay cả gió thổi cũng làm cho mình khó chịu nữa. Đại Ba, anh ở đâu? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.